con hãy nghe bình tĩnh nghe tôi nói. Bà con hãy hết sức bình tĩnh để nghe tôi nói. Bà con cử ra 5 đại diện tôi chở xuống ngay chỗ chốt của Long An. Nếu mà chốt Long An cho bà con qua, chúng tôi sẽ cho bà con qua. Bà con chú ý. Tối ngày 30 tháng 9 tại thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, đầu đường quốc lộ 1, hàng trăm người dân, đa phần là những gia đình trẻ, chở nhau trên xe máy trên đường về quê miền Tây và kẹt lại tại chốt kiểm soát ở đây. Tất cả đều cho biết, mất việc, kẹt lại thành phố đã 4 tháng, không còn tiền sinh hoạt, đóng nhà trọ. Nghe nói tối nay thành phố mở cửa nên tìm cách về quê. Giờ em muốn đi về quê thôi mà, nhưng mà nó khó khăn chỗ này. Mình buồn. Bây giờ em chỉ xin các cấp bậc ở trên đi, để cho chúng em được về quê gặp gia đình, gặp cha, gặp mẹ. Em chỉ mong vậy thôi. Ok bà cậu, bà thầy nói ơi, chút xíu rồi bà con đi buôn nó xử lên. Mày, tôi thấy gì nữa. Đã đâu có đâu. Anh mày, con này lấy cái gì không? Thôi để cho bà con. Chạy, đặt rồi, dở chung luôn rồi đây thôi. Dở chung luôn rồi, trời ơi, tôi rồi. Mày rồi mày ơi. Trời ơi, dở chung luôn rồi, cự luôn rồi, chậu kìa, mấy cái chai nước phùng chậu mà đấy không? Trời ơi, tôi rồi. Ơi, chút xíu rồi, bà con đi buôn nó giữ lên, mày. Trời ơi, bạn ơi. Bạn ơi, chia sẻ lại, bạn ơi, cho mấy Bình Dương đừng rơi vào cảnh này, bạn ơi, dở cộng luôn kìa. Trời ơi, dở luôn rồi, rồi đó, trời luôn rồi. Anh áo vàng, vẫn là áo vàng hả? Rồi, chơi luôn rồi. Mày rồi, mày ơi. Giờ đêm, ngay bên vệ đường cạnh chốt kiểm soát thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, gần 100 người di chuyển bằng xe máy buộc phải dừng lại. Người phụ nữ này cho đứa bé những miếng bánh mì vừa được người dân cung cấp và cho biết chị và những người này mất 2 ngày di chuyển bằng xe máy, len qua những đường mòn, bờ ruộng, tránh chốt kiểm soát mới đến được đây. Em làm ở trong đó, làm tủ sắt rồi đó. Giờ mấy em nằm chờ đợi mà giờ chưa có kết quả, giờ mấy em mới đi về. Cũng nghỉ 3-4 tháng nay rồi, bây giờ cũng không có tiền xài nữa, giờ chủ nhà trọ thiếu, giờ hết tiền phải về. Tiếp tục đi thì gặp chốt, nhưng dừng lại thì cũng chưa biết ngủ đâu. Người ở thành phố, người ở ngay tỉnh Long An nhập lại với nhau thành phố, di chuyển chậm trên những trục đường thị trấn Đức Hòa, không định hướng. Cũng quá mòn mỏi anh ta rồi, chứ không phải là một ngày một bữa gì. Cho nên là tụi em bây giờ cũng nhờ mấy anh cho em qua đoạn đường này để em về nhà để em sinh sống, chứ giờ em không khả nào em ở đây được. 23 giờ đêm 30 tháng 9, chốt kiểm soát huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hàng ngàn người ùn ứ cả hai làn đường, mong vượt qua chốt. So với lúc buổi chiều thì tối nay lượng người đổ vào hướng tỉnh Long An đi các tỉnh miền Tây tiếp tục đông, gây ùn ứ phương tiện ở chiều ngược lại. Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh kiên trì tuyên truyền vận động người dân dừng di chuyển về hướng tỉnh Long An, sẽ bố trí chỗ ngủ nghỉ để người dân tạm qua đêm. Cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng cho biết chỉ trong ngày 30 tháng 9 đã có trên 3.000 người di chuyển đến các chốt kiểm tra trên địa bàn tỉnh, gây rất nhiều khó khăn cho địa phương trong việc ngăn chặn dòng người di chuyển về các tỉnh và gây mất an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.